Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo các ngành chức năng triển khai các kế hoạch chuẩn bị tốt nguồn hàng hóa, đồng thời đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp cuối năm. Ngành công thương chủ động nắm bắt, khảo sát thị trường những tháng cuối năm 2024, xây dựng kế hoạch khai thác, dự trữ hàng hóa, đảm bảo cung cầu hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Cùng với đó, tăng cường các hoạt động phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, nhất là vào dịp trước Tết Nguyên đán khi nhu cầu mua bán hàng hóa tăng cao. Chín tháng qua, kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh diễn ra khá sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội ước đạt 32.100 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch, tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Không phát sinh điểm nóng và vụ việc nổi cộm liên quan đến buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 634 vụ vi phạm. Huyện Bát Sát đang chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch sớm lúa mùa, nhất là với các xã vùng cao, nhằm chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết. Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, tranh thủ thời tiết nắng ráo, những ngày này, nông dân các xã đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa. Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, dự kiến vụ lúa mùa năm nay năng suất, sản lượng lúa tại các địa phương trong huyện giảm mạnh, nhất là với giống xén cù. Bởi vào thời kỳ lúa trổ bông, gặp mưa nhiều nên tỷ lệ hàn lép cao, chưa kể nhiều diện tích bị vùi lấp, thiệt tài hoàn toàn. Vụ mùa năm nay, nông dân Bát Sát gieo cấy 2.900 ha. Hiện các xã vùng cao cơ bản thu hoạch xong, vùng thấp cũng đã thu hoạch trên 300 ha. Ngay sau thu hoạch lúa mùa, huyện chỉ đạo các địa phương tuyên truyền hướng dẫn nông dân khẩn trương làm đất, bắt tay vào sản xuất vụ đông nhằm bù đắp một phần thiệt hại do mưa lũ. Thưa quý vị, với sự chung tay của cả cộng đồng, cuộc sống của người dân trong khu tạm cư Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đang dần ổn định. Dù vẫn còn đó những nỗi đau về tinh thần, nhưng tình làng nghĩa xóm, sự yêu thương đùm bọc sẻ chia với nhau trong lúc này là điểm tựa về tinh thần, giúp người dân ở đây vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống mới. Nén nỗi đau mất con và cháu trong mưa lũ, bà Hoàng Thị Dâu đang dần ổn định cuộc sống tại nơi ở tạm. Cô cháu gái vừa xuất viện trở về là nguồn động lực lớn nhất để bà vực dậy sau đau thương. Với sự giúp đỡ, sẻ chia của bà con lối xóm, trong căn nhà tạm đã có hơi ấm từ những bữa cơm như thế này. Người đi đã đi rồi, bây giờ cứ nghĩ lại như thế cũng không được ạ. Bây giờ chỉ mong muốn phải đoàn kết lại người còn lại, ổn định lại kinh tế, còn lo cho đứa cháu còn đi học tương lai sau này. Khu tạm cư Làng Nủ hiện có 25 căn hộ với 59 nhân khẩu. Đa phần các hộ ở đây đều có người thân tử nạn trong vụ sạt lở đất. Có những hộ chỉ còn lại một người. Trong mỗi căn nhà là một câu chuyện buồn về những mất mát đau thương. Giờ đây họ gần lại nhau hơn, đoàn kết hơn để cùng nhìn về tương lai phía trước. Mọi người cũng đoàn kết lắm, có cần giúp gì thì hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau, động viên nhau, mạnh thường quân giúp là hỗ trợ qua những cái lúc như thế này và có được nhà và ổn định cuộc sống. Rất là đau xót rồi mà vẫn động viên nhau, ôm nhau như là một. Có chỗ ăn chỗ ở nó đàng hoàng rồi thì mình lại bà con chúng ta lại ôm bọc lấy nhau để phát triển kinh tế, làm lại tiếp. Bà con cố gắng lên, lúc nào phải nhà nào lúc phải cố gắng để giữ gìn sức khỏe, mạnh khỏe. Rồi thì mình mới làm phát triển kinh tế trong thôn bản chúng ta được. Nhịp sống đang dần trở lại với người dân Làng Nủ. Nụ cười cũng đã xuất hiện trên khuôn mặt của những đứa trẻ nơi đây. Chỉ hơn 2 tháng nữa thôi, một khu dân cư đẹp hơn, an toàn hơn sẽ hiện hữu, giúp những người dân nơi đây vơi bớt đi những cực nhọc để họ được an cư, hướng đến cuộc sống mới. Ngày 4 tháng 10, Trường Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Lào Cai tổ chức tiết học kết nối với chủ đề Giao lưu văn hóa giáo dục sức khỏe. Tiết học là một hoạt động bên lề dự án xanh toàn cầu của tổ chức World Wide Green Project Ấn Độ. Tham gia tiết học 120 học sinh Trường Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn và 30 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Sri Zipdaha Ấn Độ cùng nhau thuyết trình bằng tiếng Anh về hoạt động giáo dục của hai trường, chia sẻ việc chăm sóc sức khỏe và lợi ích của việc trồng cây đối với sức khỏe, giới thiệu trang phục truyền thống, đồng phục học sinh và tham gia các trò chơi trả lời câu hỏi liên quan đến văn hóa giáo dục sức khỏe và Ngày Quốc tế Nhà giáo.
Giờ học giúp giáo viên và học sinh ý thức hơn về giá trị của việc trồng cây bảo vệ môi trường, tăng cường năng lực sử dụng tiếng Anh trong thuyết trình, chia sẻ và học hỏi. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền thực hành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 1.650 cán bộ, giáo viên và học sinh. Tại chương trình, lực lượng chức năng cung cấp kiến thức cơ bản về cháy nổ, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa, hướng dẫn biện pháp chữa cháy, kỹ năng thoát nạn trong đám cháy, cách sử dụng trang thiết bị, phương tiện, hệ thống phòng cháy chữa cháy được trang bị. Đồng thời thực hành một số nội dung như cách kiểm tra và sử dụng các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy được trang bị tại cơ sở, thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy, cách xử lý, cách thoát nạn khi xảy ra cháy nổ. Thông qua chương trình nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, giảng viên và sinh viên, từ đó phát huy tính chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy. Trên 1.200 hội nghị lồng ghép đối thoại tuyên truyền về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đã được các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh tổ chức trong 9 tháng qua. Bên cạnh đó, đã thực hiện in trên 160 banner áp phích, trên 2.400 tờ rơi, xây dựng các bản tin chuyên đề về luật hôn nhân và gia đình, tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, các quy định về xử lý vi phạm hành chính, hình sự liên quan đến công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống để tuyên truyền đến nhân dân. Đồng thời, duy trì 48 mô hình điểm của tỉnh và 121 mô hình điểm cấp huyện, cấp xã về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 51 người dân tộc thiểu số vi phạm tảo hôn, giảm 36 người so với 8 tháng năm 2023. Các địa phương cũng đã tuyên truyền, vận động được 108 người chưa đủ tuổi kết hôn từ bỏ ý định về chung sống với nhau. Thưa quý vị, với đặc thù có đông đồng bào dân tộc thiểu số, việc phát huy đội ngũ, vai trò của đội ngũ người có uy tín được thị xã Sapa quan tâm. Và trên thực tế, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn đã và đang có những đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Ông Phan Giao Phin ở thôn Tà Trải Giao, xã Tả Văn là một trong những điển hình như thế. Luôn tiên phong gương mẫu trong mọi công việc, nói đi đôi với làm. Vì lợi ích chung, ông Phan Giao Phin được bà con tin tưởng suy tôn là người có uy tín. Mình làm của mình trước, làng xóm em nghe mới tin tưởng mình, phải đi thăm hỏi xem trong làng, trong bản cơ sở khác, thôn khác người ta làm được tốt mình và học theo người ta làm. Tà Trải Giao có 67 hộ, chỉ còn 10 hộ nghèo. Bà con người Giao ở đây luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất. Thôn không còn hủ tục, an ninh trật tự giữ vững ổn định, bà con cùng đoàn kết phát triển kinh tế. Kết quả này có đóng góp tích cực của người có uy tín như ông Phin. Ông Phin thì một người uy tín lâu năm, rất năng nổ, đóng góp công sức rất to lớn với đối với tổ hòa giải ở trong thôn. Anh là một người thầy cúng khá là hiểu biết. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Phin còn nỗ lực trong việc bảo tồn, phát huy giá trị, bản sắc truyền thống của đồng bào mình qua việc truyền dạy chữ Nôm Giao cho thế hệ trẻ. Ông cùng với người có uy tín ở 7 thôn bản trên địa bàn nỗ lực tuyên truyền, hướng dẫn cùng bà con giữ gìn văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế. Giao Phin đóng góp rất là nhiều cho cái sự phát triển chung của thôn cũng như là của xã. Ví dụ như là thực hiện các cái chương trình dự án trên địa bàn thì người dân không đồng thuận thì có thể gạt người có uy tín thì người ta sẽ có ý kiến với lại các cái dòng họ cũng như là các cái gia đình mà người ta hay gây mâu thuẫn thì có cái sự hòa thuận cũng như là cái sự đoàn kết hơn. Với tổng số 98 người có uy tín tại 86 thôn, 12 tổ dân phố, những năm qua người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Sapa có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự. Họ cũng là những tấm gương tiêu biểu giúp nhau giảm nghèo, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, đoàn kết. Chuyển sang thông tin thời sự trong nước, vụ đông năm 2024 các tỉnh phía Bắc phấn đấu đạt khoảng 420.000 ha, sản lượng khoảng 5 triệu tấn, giá trị sản xuất khoảng 40.000 tỷ đồng. Với phương châm nước rút có đất trồng đến đâu gieo trồng đến đó, vụ đông năm nay sẽ ưu tiên cân đối giữa các loại rau màu ngắn ngày và cây trồng có giá trị kinh tế cao, phát triển nhóm cây vụ đông ưa lạnh, khả năng bảo quản dài và có thị trường tiêu thụ tốt, đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi, hợp đồng bao tiêu sản phẩm, mở rộng tối đa diện tích cây trồng còn thời vụ
nhằm bù đắp thiệt hại do thiên tai gây ra. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi, thu hoạch sớm, nhanh và gọn. Diện tích lúa mùa đã chín theo phương châm xanh nhà hơn già đồng, giải phóng đất sớm để trồng cây vụ đông. Chuỗi chương trình Tự hào nông dân Việt Nam năm 2024 với nhiều sự kiện nổi bật sẽ diễn ra trong 2 ngày 13-14 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội. Dịp này, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ gặp mặt 63 nông dân Việt Nam xuất sắc, 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024 nhằm động viên chia sẻ với các nông dân, hợp tác xã vừa chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 3 vừa qua, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như giải đáp kiến nghị của nông dân, hợp tác xã trong phong trào xây dựng, phát triển tổ chức hội, đào tạo nghề cho nông dân. Dịp này, 126 nông dân xuất sắc, hợp tác xã tiêu biểu cũng sẽ tham gia Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 9 năm 2024, tham dự lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, hợp tác xã tiêu biểu. Mô hình ruộng nhà mình thông qua nhật ký điện tử eGAP đang là điểm nhấn chuyển đổi số trong nông nghiệp tại huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La, góp phần nâng tầm giá trị thương hiệu gạo đặc sản địa phương. Phú Yên được biết đến là vùng trọng điểm lúa của tỉnh Sơn La với khoảng 1.300 ha, trong đó có trên 700 ha lúa được trồng theo hướng hữu cơ, 130 ha lúa hữu cơ đã được chứng nhận nhãn hiệu gạo Phú Yên. Tham gia mô hình không phải trực tiếp đến đồng ruộng, nông dân và người đồng sở hữu có thể tham quan, theo dõi, giám sát quá trình canh tác thông qua phần mềm, giúp tăng sự hài lòng của người tiêu dùng với tính minh bạch sản phẩm trong quá trình canh tác. Ngành nông nghiệp huyện đã tập huấn trực tiếp hướng dẫn chủ sở hữu và đồng sở hữu thực hiện cài đặt, cập nhật, sử dụng phần mềm trên thiết bị thông minh. Tin quốc tế, Bộ Nội vụ Pháp và Italy đã ký ý định thư về tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến tội phạm buôn người di cư. Kế hoạch này được thực hiện dựa trên một thỏa thuận tương tự giữa Pháp và Anh, được khởi động vào năm 2020 ở miền Bắc nước Pháp, nhằm ngăn chặn tình trạng đưa người di cư trái phép vào Vương quốc Anh. Theo kế hoạch, Pháp và Italy sẽ mở cửa các cuộc điều tra tư pháp chung để triệt phá các mạng lưới buôn người đến Italy và từ Italy đến các quốc gia còn lại thuộc Liên minh châu Âu EU, trong đó có Pháp. Bộ Nội vụ Pháp cho biết thêm, ưu tiên của cơ quan này là siết chặt luật nhập cư để tăng cường kiểm soát biên giới theo chỉ đạo của Tổng thống Emmanuel Macron. Trong khi đó, vấn đề người di cư cũng đang nóng lên ở Italy, buộc Thủ tướng Giorgia Meloni phải thắt chặt các quy định về nhập cảnh vào nước này. Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn dịch bệnh đậu mùa khỉ lây lan ra toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lần đầu tiên đưa xét nghiệm chẩn đoán ngoại vi căn bệnh này vào quy trình danh sách sử dụng khẩn cấp. WHO nêu rõ, việc phê chuẩn sử dụng khẩn cấp phương pháp cấp xét nghiệm PCR thời gian thực cho bệnh đậu mùa khỉ do hãng Abbott Molecular sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng năng lực chẩn đoán ở các quốc gia đang đối mặt với bệnh đậu mùa khỉ. Điều này không chỉ giúp phát hiện bệnh sớm mà còn hỗ trợ quá trình điều trị và chăm sóc người bệnh, đồng thời khống chế sự lây lan của virus. Theo đánh giá của WHO, một trong những nguyên nhân khiến virus gây bệnh đậu mùa khỉ tiếp tục lây lan ở châu Phi là do thiếu năng lực xét nghiệm và sự chậm trễ trong chẩn đoán bệnh. Chính phủ Hoàng gia Campuchia của Thủ tướng Hun Manet đang tập trung đẩy mạnh phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo theo định hướng phát triển bền vững, thể hiện qua nhóm dự án sản xuất điện giai đoạn 2024-2029 vừa được thông qua. Trong số này có 21 dự án sản xuất điện có tổng công suất thiết kế 3.950 MW, chủ yếu là dự án phát triển năng lượng sạch. Các dự án vừa phê duyệt giúp cho Campuchia đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện cho nhu cầu sử dụng điện năng ngày một tăng cao, đảm bảo ổn định nguồn điện với mức giá phù hợp cho mọi đối tượng khách hàng trên phạm vi cả nước. Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia khẳng định ưu tiên phát triển năng lượng sạch và bảo vệ môi trường sinh thái, không phát triển thủy điện trên dòng chính của sông Mekong cũng như không cấp phép mới cho các dự án phát triển điện than. Sau khi chế tạo thành công các tấm tế bào cơ tim từ tế bào gốc đa năng cảm ứng iPS dùng để cấy ghép cho các vùng tế bào cơ tim bị suy yếu, các nhà khoa học Nhật Bản tiếp tục có thêm một bước tiến mới khi tạo ra được một trái tim thu nhỏ có đường kính khoảng 3 cm, có nhịp đập nhưng chưa có chức năng lưu thông máu.
Trái tim nhân tạo này được tạo thành từ 200 đến 300 triệu tế bào iPS, được tạo ra bằng cách nuôi cấy tế bào cơ tim có nguồn gốc từ tế bào iPS theo 3 chiều. Từ thành công này, nhóm nghiên cứu muốn tạo ra một trái tim nhân tạo có kích thước như tim người thật để trưng bày tại Expo 2025. Nhóm khoa học sẽ có 6 tháng để thực hiện kế hoạch của mình. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.